Dạ em xin phép chào hai vợ chồng anh chị nhé. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu là anh chị tên là gì và đến từ đâu? Dạ em là Lê Minh Sang ở Bến Tre. Em là Trần Thị Bé Xíu, quê ở Kiên Giang. Dạ. Hôm nay hai anh chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ gì đây? Dạ em tìm lại đứa con đi bỏ nhà đi thì hôm nay có 2 3 bữa. Tìm con. Dạ. Con gái nhà mình tên là gì? Dạ Lê Anh Thư anh. Lê Anh Thư. Dạ. Bé nhiêu tuổi rồi anh trai? Dạ nó được 15 tuổi anh. 15 tuổi. Bỏ đi cụ thể là ngày nào? Dạ thứ hai anh. Thứ hai là mới. Thứ hai vừa rồi ấy Dạ hả? đúng rồi mới Thứ hai đầu tuần đúng đầu không? tuần này luôn. Dạ. Là ngày mùng 10. Dạ đúng rồi. Hôm nay là ngày 10, Nay là ngày 14. 14. Dạ. Vậy là được 4 hôm. Dạ đúng rồi. Sự việc này mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Dạ em báo công an phường rồi anh. Báo Dạ. rồi đúng không? Hiện tại thì anh chị đang lập nghiệp ở đâu? Dạ em làm ở Dĩ An, Bình Dương. Mình ở đó là ở trọ hay nhà? Dạ trọ anh. Gia đình nhà mình được mấy đứa con? Dạ em được 3 đứa. Bé bỏ đi là con thứ mấy? Dạ đó là con gái lớn em. Chị hai ha, chị đầu ha. Dạ đúng rồi. Anh có thể chia sẻ cái sự việc con trai nhà mình bỏ đi như thế nào cho tất cả cô chú anh chị được biết để giúp đỡ gia đình nhà mình? Nói chung là em á, giờ hiện tại á, giờ em liên lạc nó là không nghe máy, nó bỏ nhà đi rồi. Em thì nó lớn thì cũng nói chung là đi lớn gái lớn mà thì đi làm gì mà thì con sao ở nhà không phụ giúp gia đình thôi, phụ giúp việc nhà nó không có cần gì hết. Lỡ la nó vậy thôi thì nó lên quen trên mạng á, nói chung là quen mạng thôi Chơi chứ mạng xã hội đúng ra không cái ạ? mạng xã hội đó, nó bỏ đi giúp nó đi thôi. Cái ngày mùng 10 ấy là con gái mình đi buổi sáng hay buổi chiều hay buổi tối? Dạ buổi sáng anh, lúc chưa 8 giờ kém buổi sáng. Khi đi là con gái mang theo những thứ gì đi? Em 2 3 bộ đồ với điện thoại thôi à, chứ có xe cộ không? dạ không có gì Vậy là ai tới nhà mình, tới phòng trọ mình đón hả? cả. Dạ đúng rồi, em lộ là vậy nhưng mà bị trong hồi khúc mà camera phòng trọ ghi ra thì nó đi bộ ra. Nhưng mà mình không có tới ngoài thì mình không có nhờ camera nhà người dân được. Khi chưa bỏ đi là con gái, cụ thể con gái nhà mình là làm công việc gì? Dạ là ở nhà không. Ở nhà nội trợ. Dạ đúng rồi. Nhà mình có em nhỏ, có con nhỏ không? Nhà có 2 đứa em nhỏ thì đang đi học á. Vậy là con gái lớn nhà mình là nghỉ học rồi hả? Dạ đúng rồi. Học hết lớp mấy là nghỉ? Dạ hết lớp 6 nghỉ. Vì lý do gì nghỉ học sớm vậy? Thì nó đòi nghỉ học, nó muốn học nữa thì em cho nó đi học nghề. Thì đã đi lên cô nó học nghề đã đợi học chưa được khóa nghề thì nó không chịu học nữa Học thì nó nghề về là học nghề làm đẹp hay nghề gì anh? nghề nó spa. Spa chăm Dạ sóc sắc đẹp ha. đúng rồi. Vậy là con gái chỉ ở nhà là cơm nước, Dạ đúng rồi. lau phòng trọ, Dạ dọn dẹp đúng cũng rồi. như là chăm em đúng không? Dạ Em đúng. đi học về thì có thể là dạy em học hành đúng không? Dạ. Còn anh chị là làm công ty hay làm gì? Dạ làm công ty anh. Hai vợ chồng có làm chung chỗ không? Dạ không anh. Em làm riêng vợ. Mình có thời gian dành cho các con không? Nói chung là buổi tối thôi, dành riêng cho buổi coi tối cho các con thôi chứ ngày thường thì đi làm hết rồi. Phải đi làm mới có Dạ. tiền nuôi các con được. Dạ đúng rồi. Con gái nhà mình có điện thoại riêng luôn hả anh? Dạ lúc lớp 6 rồi mẹ nó hứa mua cái điện thoại, nói chung là điện thoại cũ thôi cho nó xài nó mạng xã hội. Cho xài để ở nhà, thứ nhất là để mục đích của chị mua điện Dạ thoại cho con là để dễ quan tâm con đúng không ạ? đúng Có thể rồi. là đi làm gọi điện về cho con. Dạ đúng rồi. Đúng chưa? Nhưng mà trong cái thời gian mà con sử dụng điện thoại thì có thể rằng là con lên các trang mạng xã hội. Dạ. Con gái nhà mình thường thường là có bạn bên ngoài không? Bạn ở giải Thì trọ ở Bình không? Dương thì nghĩ vòng vòng có mấy người bạn thôi. Trai hay gái? Trai vừa trai không Có tới trọ mình chơi không? à? Thì nó cũng vòng phòng trọ em á. Dạ. Trước cái ngày mùng 10 đó thì anh chị có la dạy gì bé không? Không, nào giờ em chưa gầy gì nặng con á, chỉ la là về sao mà con không quét, quét nhà lau nhà thôi, không phụ giúp ba mẹ thôi. Mẹ có la không? À, mẹ từ nào giờ mẹ không la con. Thời gian gần đây con có hay tâm sự với mẹ không? Khi nó đi nó có viết lá thư để lại. La thư, viết lá thư để lại. Dạ. Nội dung như thế nào? Mẹ ba mẹ đừng lo cho con đi thời gian thành công con sẽ về. Trời đất ơi, thành công con sẽ về. Dạ, con không biết. Nhưng mà mới 15 tuổi thì Chưa có làm giấy tờ vậy. Nói đó chung là những suy nghĩ của các bé hiện là nay. dạ. Rất nhiều bé bỏ nhà đi. Dạ. Rất nhiều lý do. Thứ nhất là có thể là cha la mẹ mắng. Thứ hai là
vì tác động bên ngoài. Thứ ba là chơi các trang mạng xã hội bị dụ dỗ. Và cái điều đặc biệt là nhìn thấy gia đình khó khăn, nghèo khổ, nên đôi khi suy nghĩ trong bé, suy nghĩ chưa được chu đáo cũng như chưa được thấu hiểu, nên bé bồng bột, bé có thể là rơi vào những cái trạng thái là đi đi đâu đó thật xa, đi đâu đó để làm việc, đi đâu đó để kiếm tiền, muốn tự lập. Trong thời gian vừa qua anh em đã ghi nhận rất nhiều trường hợp, và tới cái trường hợp nhà mình thì tương tự như vậy. Và điều này con đi thì tới giờ phút này là mình chưa thể, ba mẹ chưa biết nguyên nhân và lý do con đi, đúng không ạ? Yeah. Chưa biết tại sao mà tự dưng bỗng chốc mà con lại bỏ nhà đi một cách vô lý do như vậy. Yeah. Và lá thư em thì chỉ sợ nó là bị dụ trên mạng xã hội đi đó, là cái điều chắc chắn rồi anh ạ. 100% là chơi mạng xã hội là con nhà mình bị dụ rồi đấy. Thì nói chung á thì nhờ mạng này giúp gia đình em tìm hiểu con người xong rồi, nói chung á ba thì la con vậy thôi nhưng mà ba rất thương con. Ba hay la hơn mẹ hả? Dạ đúng rồi, la thì chỉ la cho con nó nên nguội thôi anh, chứ em chưa bao giờ mà nặng tay với con. Em hiểu mà, em hiểu ba mẹ. Cha mẹ thì ai chẳng muốn tốt cho con. Anh chị là làm một ngày mấy tiếng? 8 tiếng anh. 8 tiếng là mình dư thời gian về mà. Dạ, về rồi. Là dư thời gian để gia đình quây quần bên nhau đúng mà. Rồi. Mẹ không hay tâm sự với con hả? Không, nói chung là mẹ ít tâm sự với con. Ít hả? Dạ. Mẹ đi làm về có bấm điện thoại không? Không, nói chung là cũng không bấm thường đâu. Cái điều kiện kinh tế hai vợ chồng đi làm chắc là đủ khả năng để nuôi các dạ, con đúng, đúng không? Rồi, đúng anh. Nói chung là em sẽ nói chung mình cố gắng lo cho các con hay không có đủ đại. Có để cho con than phiền ăn uống không, không sinh hoạt đó. Thiếu thốn không? Không, nói chung là con em cần ăn gì là em sẽ cố gắng là cho nó ăn đó. Nói chung là không có dư giả gì nhưng mà con ăn gì là có đó. Đi làm mục đích là phục vụ gia dạ, đình rồi, mà rồi. Chăm lo vợ con mà đúng không ạ? Dạ. Mà tới giờ phút này thì con đồng chốc con bỏ đi. Dạ. Hiện tại bây giờ cả hai vợ chồng lại phải nghỉ làm rồi. Hai ba bữa nay là đâu có làm nữa đâu anh. Sao làm công làm ty được? Làm công ty mà nghỉ nhiều là có khả năng là mất việc đấy. Đúng không? Rồi. Mà mất việc mà thời điểm này là kinh tế đang khó khăn. Mà dạ. Mất việc thì lại khổ nữa, khổ càng thêm đúng khổ. Rồi, khổ nữa. Nhưng mà con cái đi thì tinh thần đâu để mà làm đúng không ạ? Dạ. Sao mà làm được đây? Thôi thì cứ phải kiếm con trước đã anh chị ạ. Còn công việc thì có thể mất chỗ này thì mình xin chỗ khác đi biết sao giờ đây. Dạ. Thật sự rất buồn. Con dại thì bây giờ là cái mang rồi. Trong thời gian vừa qua thì anh chị có bao giờ phát hiện được con mình gọi điện hay nhắn tin với những người khác giới không? Như các có. Bạn trai không? Cái lúc mà mới hôm qua hôm kia thì chừng tuần lại á thì em mới chợt những nhắn tin lên Lê Dũng á. Lê Dũng. Lê Dũng trên Facebook. Ừ. Là ghi là chồng chồng vợ luôn á. Kiểu như là hai đứa xin hô qua chồng nhắn vợ. Tin. Dạ. Mình có biết cái cậu thanh niên đấy là quê quán ở đâu không? Thì nó tên Long Xuyên á. Long Xuyên, An Giang. An Giang. Dạ. Xưng hô chồng vợ rồi. Dạ. Mình phát hiện lâu chưa? Mới phát hiện đây thôi. Phát hiện cái là con gái đồng chốc bỏ đi. Dạ đúng rồi. Có bao giờ con gái tâm sự là con muốn có người yêu với ba mẹ không? Không, chưa nói. Chưa dám đúng dạ, không? Dạ, chưa dám nói. Chắc sợ ba mẹ. Dạ. Ba thì nghiêm khắc nên mà đôi khi sợ không dám nói. Và lần này đi thì viết thư và có đem quần áo đi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Mình đem, con gái đem nhiều quần áo không? Hai ba bộ rồi. Viết lá thư từ biệt ba mẹ đúng là rồi. Thành công con sẽ về. Đúng rồi. Mà thật sự thì thành công là chưa thấy đâu nhưng mà thấy giờ này là gia ba đình mẹ nó rất lo cho con. Gia đình giờ này là đẫm nước mắt đây thế này. Thật sự rất buồn. Mình sợ, bây giờ là anh chị đang sợ nhất là con mình sẽ gặp điều gì? Dạ, em giờ sợ nhất là vụ qua bán ra nước ngoài thôi. Nó này mình không gặp mặt con đâu. Nếu ở Việt Nam thì có thể là gặp những đối tượng xấu cám dỗ dụ dỗ bán bắt ép con nhà mình làm những công việc nhạy cảm. Yeah. Mà bản thân anh là con trai thì anh biết những công việc nhạy cảm đó rồi đúng không? Yeah. Những công việc vi phạm pháp luật. Bởi vì hiện nay thì các bé ngày hôm qua và ngày hôm nay anh em đã ghi nhận mấy trường hợp về các bé tuổi đời 15, 16 tuổi nghe theo lời bạn bè bỏ nhà đi. Và nhiều bé gặp cái kết thật sự rất buồn và rất đáng tiếc. Nên em hy vọng rằng cái video này lại tiếp tục là cái video để mà cảnh tình, cảnh giác tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ mình phải xem. Để mình quan tâm, mình tuyên truyền cho các con để các con hiểu được. Bây giờ là em cái này em không phải nói gì nhưng mà bây giờ thì đúng không ạ? Bây giờ cha mẹ, con bỏ đi cha mẹ buồn, cha mẹ khổ, cha mẹ lo. Thì cha mẹ đến nhờ anh em, rồi nhờ bà con cô bác thì anh em cô bác lại cất công phải đi tìm đúng chưa ạ? Đúng rồi. Nếu mà không có trường hợp nào bỏ đi thì
xã hội càng ngày càng tốt đẹp, anh em cũng Đúng rồi. khỏe rồi đúng không? Anh em ở đây là làm giúp đỡ gia đình nhà mình cũng như tất cả mọi người là hoàn toàn miễn phí anh trai nhé, Rồi và giúp đỡ bằng hết sức mình để hy vọng một ngày sớm nhất tìm được con. Trên cái video này mẹ nào mẹ bình tĩnh lại, mẹ nói một cái điều gì đó tình cảm nhất dành cho con đi, có thể lâu nay mẹ không tâm sự với con và ngay lúc này thì anh em sẽ dành cái thời gian cho mẹ tâm sự với con, nói con gọi tên con ra nói để con sớm quay trở về. Nói đi chị. giờ chỉ mong giờ con quay về thôi chứ. Mẹ nhớ con không? Không về sớm mà. Mấy bữa dài mẹ ăn được cơm không? Mẹ nằm viện mới về nè. Nút đâu có trôi làm sao mà ăn được? Có ngủ được không? Đi ra đi vô không thấy con buồn không chị? Chị là làm cụ thể là công việc gì? Sale bán hàng ha. Có khi nào mình nói lộn đến tên con trong cái lúc sale bán hàng đó không? Có không? Em dám chắc với chị là những ngày qua tinh thần của chị không bao giờ đủ tỉnh táo để làm việc hiệu quả hết. Em dám khẳng định điều đó luôn. Nghỉ đúng không? Ba này, ba nói chuyện với con đây một điều tình cảm nhất nào. Gọi tên con ra đi. Tư ơi, nếu như mà ở nhà thì ba có la này la kia thì tốt cho con thôi, chứ ba không có muốn con mà bỏ nhà đi vậy đâu. Nói chung là tinh thần của ba mẹ giờ không biết sao nói cho con hiểu, mong con về ba mẹ mới tiếp tục làm nuôi hai em con nữa. Rất khổ cô chú anh chị ạ. Các con nhỏ quá, các con không hiểu biết, các con thiếu hiểu biết, các con cứ nghe, cứ chơi trên mạng xã hội rồi các con cứ nghe theo lời ngon tiếng ngọt, theo lời cám dỗ thì các con đùng đùng các con bỏ nhà đi. Mà các con đâu có biết được rằng là bên ngoài xã hội nó rất nhiều cạm bẫy đâu. Các con suy nghĩ chưa có tới nơi tới chốn mà các con cứ làm khổ cha mẹ thế này thì thật sự rất buồn. Nên mà rất mong rằng tất cả cô chú anh chị có con em mình độ tuổi đang còn nhỏ thì cô chú anh chị hãy dành một cái thời gian để mà khuyên nhủ các con, đưa cho các con xem những cái video này để các con biết được hơn. Mà khổ lắm như thế này cô chú chị, đôi khi cha mẹ nói các con không có nghe mà người ngoài nói lại nghe, đó với cái điều mà điều đáng tiếc. Hy vọng rằng là con gái bé Thư đúng không ạ, bé Thư, con gái xem được cái video này thì con đang ở đâu đó, con mà xem được video này thì con sớm quay trở về đoàn tụ với lại ba mẹ cũng như là chăm em. Bởi vì từ ngày con đi thì ba mẹ tạm dừng hết công việc và trên đà nguy cơ là ba mẹ sẽ mất việc, sẽ bị đuổi việc vì lý do là nghỉ quá nhiều. Nên mà con gái thương ba, thương mẹ, thương các em, đặc biệt con là chị hai, chị lớn rồi, chị đầu, thì con ở đâu đó thì con phải sớm quay trở về. Bởi vì tuổi đời của con nhỏ xíu à, 15 tuổi con biết gì đâu, con chưa đi làm kiếm tiền được, con chưa đủ 18 tuổi, con chưa va chạm va vấp ở ngoài, con chưa biết được rằng bên ngoài rất nhiều cạm bẫy chờ sẵn con. Mà con đùng cái còn bỏ đi như thế này thì thật sự gia đình cũng như là các chú cũng như cô bác trên cộng đồng mạng rất lo lắng cái sự an nguy của con. Nên mà con gái nghe lời chú phải sớm quay trở về. Nếu thật sự đến giờ phút này mà con mà có yêu thương cái bạn Dũng, bạn Dũng là quê ở Long Xuyên, An Giang đúng không? Dạ đúng rồi. Thì con cứ nói với bạn về nhà xin phép ba mẹ, ba mẹ cho quen trên cái cương vị là bạn bè, bởi bạn bè trước thì sau đó khi nào con đủ tuổi trưởng thành thì con ba mẹ sẽ cho hai đứa tìm hiểu trên cái cương vị là tình yêu. Còn bây giờ con nhỏ xíu yếu gì, ba mẹ không có cấm là con quen bạn bè. Nên mà con ở đâu đó thì con phải sớm quay trở về. Còn nếu đúng thực chất tới giờ phút này như gia đình chia sẻ mà bạn Dũng là cái người mà dẫn bé đi thì hãy nhanh chóng đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Còn nếu không thì bạn chắc chắn rằng là sẽ dính vào cái vòng lao lý, dính vào pháp luật. Gia đình nhà mình cho cơ hội là mấy ngày? Giờ trong vòng 2 ngày nữa. 2 ngày, 2 ngày là hơi nhiều đấy. Dạ. Nhưng mà thôi mình cho cơ hội 2 ngày ha. Nếu ngày nay và ngày mai không dẫn con gái nhà mình đi, à không dẫn con gái nhà mình về thì gia đình nhà mình không bỏ qua nha. Dạ. Một khi anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như là tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng mà dạ. đã tìm tới nơi và tìm tận chỗ thì gia đình nhà mình
không bỏ qua nha. Dạ đúng rồi. Bởi vì công sức anh em mà đã đi tìm là phải đưa ra pháp luật luôn. Dạ. Còn nếu mà trong thời gian mà 2 ngày mà bạn Dũng này chủ động đưa con gái nhà mình về thì thôi thì mình bỏ qua, bởi vì là ai cũng có lần sai dại hết. Dạ. Nếu mà sai mà biết sửa thì tốt. Dạ. Đưa về nhưng với một cái điều kiện là chưa gây ra một cái hậu quả gì nặng nề với con gái nhà mình nha. Còn gây ra một cái hậu quả gì nặng nề với con gái nhà mình là mình cho đi bóc lịch luôn nhá. Yeah. Rất nhiều cái trường hợp mà anh em tìm được mà thậm chí là gây ra những cái tổn thương với bé rất là nhiều, nhưng mà nhiều gia đình thì vì không hiểu vì lý do nào đó mà lại bỏ qua sự việc. Chính vì cái sự bỏ qua đó không răn đe nên mà rất nhiều cái trường hợp khác họ đâu có sợ đâu, họ thấy đơn giản quá nên họ nghĩ là bình thường nên họ không có sợ, nên họ cứ tiếp tục lầm đường lỡ bước, họ gây ra tổn thương cho những bé khác anh ạ. Yeah. Nên lần này mình cương quyết nha, trong 2 ngày không đưa bé về là mình không bỏ qua. Đúng rồi, em cũng vậy. Nhưng mà hai đứa nếu lỡ thương nhau á thì với cương vị bằng làm bạn thôi, thì nếu mà Thư á tới 18 tuổi thì hai đứa thương nhau tới kết hôn rồi gả luôn đó. Bây giờ nếu mà thật sự hai đứa yêu nhau, dẫn về nói chuyện ba mẹ, đặc biệt là cái bạn trai kia chưa biết độ tuổi là bao nhiêu, nhưng mà phải về nói chuyện với ba mẹ của bé trước, nói chuyện đàng hoàng, xin phép đàng hoàng. Đâu ra đó, bây giờ cho con quen nhưng mà quen trên cái cương vị là tình bạn. Đúng rồi. Khi nào đủ tìm hiểu nhau đi, cứ tìm hiểu nhau đi. Đủ 18 tuổi, cho gả luôn cho khỏe anh ạ. Cho lấy chồng đi, đủ 18 tuổi cho lấy chồng đi cho biết sướng hay khổ hay như thế nào. Yeah. Trong thời gian vừa qua anh em đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đã cho rất nhiều thanh niên đi bóc lịch, bởi vì gây ra nhiều cái hậu quả vì với các bé độ tuổi dưới độ tuổi vị thành niên. Bởi vì con nhà mình mới 15 tuổi. Dạ, trẻ em dưới tuổi vị thành niên đang được gia đình và xã hội bảo vệ nha. Dạ. Cái này là riêng cái cậu thanh niên đó mà gây ra một cái hậu quả gì nặng nề chắc chắn là đi bóc lịch, và đặc biệt rằng bóc lịch sẽ là rất nhiều cuốn anh ạ. Dạ. Thôi gia đình nhà mình cố gắng hết sức trong cái thời gian này thì bây giờ như thế này, anh chị cứ về đi làm bình thường, mọi chuyện để anh em cũng như là để bà con cô bác trên cộng đồng mạng giúp gia đình nhà mình. Yeah. Bây giờ mình mà nghỉ làm rồi đuổi việc rồi tiền đâu mà nuôi cho hai đứa bé kia ăn học nữa. Yeah. Bình tĩnh, không được lo lắng gì hết nha. Nói chung ba mẹ em thì cũng hồi nào cũng nghĩ đến con chứ. Em hiểu mà. Một phút một giây nữa, điện thoại giờ đeo chuông bắt máy nữa. Có thể tới giờ phút này là con nhà mình bị dù. Không riêng gì cái cậu tên Dũng đó mà có thể bị đối tượng xấu khác. Yeah. Có thể là khống chế cũng như là bắt ép đi làm việc để trục lợi ích cá nhân anh ạ. Thì đó. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây lại tiếp tục là một cái câu chuyện buồn về các đấng sinh thành đi tìm con. Thì rất mong rằng cái video này được sự chia sẻ lan tỏa của cô chú anh chị, thứ nhất là để giúp cho anh em sớm tìm được bé, thứ hai là truyền tải cái thông điệp, cái điều mà cho tất cả các bậc làm cha làm mẹ gửi cho các con xem để mà rút ra, cũng như là cảnh tỉnh cảnh giác trong cuộc sống. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta thì nói chung là vô vàn các cái câu chuyện xảy ra. Nhà nào cũng có chuyện hết các anh ạ. Không cái này thì cũng cái kia à. Nên mà cô chú anh chị hãy thật tỉnh táo, cũng như là phải kèm cặp các con em mình đến nơi đến chốn, đừng có buông lỏng quá. Đôi khi nhiều cô chú anh chị thì về đây bảo cái quyền riêng tư của con thì mình không muốn can thiệp. Em vẫn biết là vậy, nhưng mà đôi khi mà mình cứ bỏ mặc như vậy và mình cứ để cho con muốn làm gì làm, thì đến lúc mọi chuyện nó có một cái gì đó xảy ra thì lúc nó hối hận thì nó đã trễ rồi, muộn rồi. Dạ thưa cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị xem video này có thấy bé trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đưa bé sớm quay trở về nhà một cách an toàn và bình an nhất. Thôi thì anh chị cố gắng nhé. Toàn bộ sự việc thì anh em đội sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình một cách là hiệu quả nhất. Thì hôm nay anh chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Anh chị có đồng ý cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng để tìm con gái mình không? Dạ đúng rồi, do mới đăng dậy mới tìm con. Anh đồng ý không? Dạ em đồng ý. Chị đồng ý không? Cuối video này em không biết nói gì hơn để chúc cho vợ chồng anh chị cùng như các con của anh là thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an và gặp nhiều điều may mắn anh nhá. Và cái điều đặc biệt là con gái của anh sẽ quay trở về trong ngày hôm nay và ngày mai. Yeah. Em xin phép chào anh chị. Yeah.
Em cũng chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.